Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em gửi đến anh em một cái sản phẩm DCD 999 N và một cái DCD 999 của Mỹ về 20V và hàng Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam, China, cũng là 20V. Thì em so sánh cho anh em xem để cho anh em cảm nhận được. Hàng Việt Nam thì nó có phiếu bảo hành nha anh em. Rồi, new. Hàng Việt Nam new. Và 999 Mỹ về. Rồi, thì so về cái ngoại hình thì nó giống nhau hoàn toàn. Đây. Đây là hàng Việt Nam là có XRB này, chữ này anh em. Và hàng Mỹ XRB, và hàng Mỹ nó có, nó phun một cái nhũ nhám lên và nó in 20V lên đây, nhũ nhám in 20V. Và hàng Việt Nam thì họ ghi là XRB. Hay. Thì cái hàng này nó vừa sản xuất thôi, cái hàng Việt Nam nó vừa sản xuất, Việt Nam vừa phân phối nha anh em. Ok, về tổng thể thì nó như nhau. Về cái màu sắc á, thì cái em Việt Nam thì nó nhạt hơn, cái màu này đúng the one thì nó đậm hơn, màu này nhạt hơn này anh em, nhạt hơn ha. Hai cái màu thì anh em thấy sao, nhạt hơn. Và cái cao su, so với cao su ha, cái này nó vừa ra. Đây. Thì ở dưới này thì cái này nó nhám hơn, cái này nó mượt hơn anh em ha. Rồi mình gửi đến anh em xem. Đây. Cái màu này của Mỹ nó đậm đà hơn so với Việt Nam, nó nhạt hơn. Nhạt hơn đương nhiên là nó cũng gần như nhau ha. Anh em phân biệt nhất là hàng Mỹ là 20V nó nằm ở đây. Hàng Việt Nam thì nó làm như đây, giống như là The One 996. The One 996 với Mỹ là nó là XR. Còn cái kia là XBR. Rồi, cái đít nó này. Cái đít nó là có chống hàng giả. Đấy, cái đít hàng Mỹ thì nó có mã QR code. Mã QR CSA, nó là thị trường Mỹ. Còn đây là nó là Made in China. Xem hai cái màu ở dưới thì anh em biết rõ hơn. Rồi cái cao su của hàng Mỹ về nó bóng hơn. Đây ạ. Bóng hơn. Cái hàng Việt Nam nó nhám hơn. Sạm hơn. Mặc dù mới ra mà nó cũng hơi mờ. Cái này về lâu rồi mà nó cũng vẫn còn giữ màu đen rất là đẹp. Cái này nó hơi mờ, vừa ra hơi mờ. Ok, thì mình lấy hai cái pin 4 ha. Pin này là Made in Hàn Quốc hết.
anh em nghe Mỹ trước ha. Lên top 3 hết ha. Hai cái lên top 3 hết này. Đấy. Thì ông Việt Nam thì ông Mỹ ông êm hơn. Ông Việt Nam này có vẻ cái đầu nó rung hơn, nó rung cái tay hơn, nó rung tới dưới này và ông la hơn, ông la to hơn và ông thắng lại nó to hơn. Mặc dù là mình bỏ hai nút này hết nha, này rồi mình đổi pin lại cho anh em xem chi tiết ha. Nghĩa là ông Mỹ ông la hơn nhiều so với ông Việt Nam ông la to hơn nhiều so với ông Mỹ. Rồi test tới cấp 2. Test tới cấp 1. Rồi, test tới cấp 1. Rồi test tới cái độ rơ của cái này. Ông này ông rơ. Rồi có ông này rơ sao? Có vẻ chuẩn hơn. Ok thì em Tùng test sơ qua về ngoại hình sơ bộ một chút xíu của cái hàng sách tay về và một cái hàng chính hãng Việt Nam vừa phân phối. Thì đánh giá chung thì cái em này nó cũng là bảo hành 3 năm và cái này shop bảo hành chỉ có 6 tháng. Thành ra cái này nó ăn đứt cái này bảo hành 3 năm. Nhưng về cái chất liệu của nhựa thì em này nó không có đúng màu so với cái màu chuẩn của Mỹ. Màu chuẩn của Mỹ nó đậm đà hơn ha. Thì mình cũng test hết là cấp độ của con búa đấy, nó vậy nên nha anh em. Cái này số 1 nó rất là êm. Này, cái số 1 và cấp 1 rất êm. Đấy. Rồi, nhờ anh em cho một like. Thì cái giá hiện nay là của em này Việt Nam mình bán là 2.850.000 và cái hàng sách tay Mỹ về giá của nó là 3.350.000. Tùy anh em lựa chọn. Thì mình chỉ đưa ra một cái quan điểm là nó phù hợp với anh em thích cái sản phẩm nào cũng được. Có thời gian thì em sẽ bung máy ra để gửi đến anh em xem cái sản phẩm của hai cái sản phẩm này. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.